Sư cho con hỏi, con muốn cúng dường bằng tiền lời từ việc con đầu tư chứng khoán. Theo con hiểu thì khi mình lời từ đầu tư chứng khoán tức là cũng có người đang chịu thua lỗ. Vậy làm thế nào để khi cúng dường số tiền đó bớt ác nghiệp lại cho con? Chúng ta nên hiểu như vậy nè. Cái chứng khoán á, nó có hai loại. Một á, là đầu tư dài hạn, và hai á, là đầu tư theo cái kiểu là mình bây giờ nó gọi là thổi nến, đại loại là như vậy đó. Thì nó cái kiểu mà đầu tư á, theo cái kiểu dài hạn thì nó chỉ giống như là mình hùn cổ phần vô một công ty đó thôi, và khi mình hùn cổ phần á thì mình nhận cái lợi tức từ công ty đó. Thì trong trường hợp đó chỉ cần là mình lựa chọn một công ty họ làm ăn chân chánh mà không có sự gian dối hay là không có tạo ác nghiệp là như vậy là được rồi. Cho nên là sư có lời đề nghị là nếu như mà chúng ta đầu tư theo kiểu dài hạn á, thì không có việc gì phải lo. Còn nếu như chúng ta đầu tư theo cái kiểu giống như là một trận chiến hoặc là một như như một canh bạc á, thì đó rõ ràng á, là một nghiệp bất thiện. Bởi vì á, có những người họ thao túng và hoặc là họ mua bán cao mua thấp, đại loại là khi mà mình chơi chứng khoán theo cái kiểu đó, đó là mình thu nhập từ sự bất hạnh của người khác. Tiền không tự nhiên sanh ra cũng không tự nhiên mất đi, chỉ đi từ túi người này qua túi người khác. Khi mà có rất nhiều những con người nhảy lầu thì cũng sẽ có một vài người được đầy bồn đầy bát. Cho nên là cái cách mà chơi chứng khoán kiểu như vậy đó tạo rất nhiều ác nghiệp. Cho nên là nó có hai kiểu ha, thì mình tùy mình lựa thôi. Trong trường hợp này không biết là sư Tuệ Tường có ý kiến gì không hay là mình cho qua. Cái nào thú thật là cái việc mà chứng khoán này sẽ cũng không cái không có rành, có nghĩa là như thế nào, nhưng mà ở đây sư chỉ hiểu cái vế cuối cùng là vậy làm thế nào để khi cúng dường số tiền đó bớt ác nghiệp lại. Thì ở đây là ở đây là theo sư hiểu là cái vị này có ý thức là cái việc mình làm là nó bất thiện. Vậy bây giờ khi mà cúng dường thì cúng dường sao cho nó đúng phép không? Thì sư cho cái lời khuyên đó, nghĩa là cái điều quan trọng mấy sư nhắc đi nhắc lại hoài á, là đúng là quý sư có thể trả lời ngay trên ngay là cái giải pháp mà nó ngắn gọn, nó cô đọng nhất ngay trên đây, nhưng mà cái điều quan trọng nhất á là quý vị phải học cái giáo lý cơ bản mà đức hạnh tuệ nhất, đúng không? Thì ở đây sư sẽ trả lời một cách vắn tắt nhất thôi, đúng không? Là bây giờ là cúng dường sao cho đúng, có nghĩa là quý vị khi cúng dường quý vị phải cố gắng làm sao có cái niềm tin chân chánh vào tam bảo, đặt cái niềm tin chân chánh và duy trì cái trạng thái tâm đó đó, cái tâm thiện đó đó, đúng không? Đến khi quý vị cúng dường đến tam bảo, cúng dường đến hội chúng tăng và quý vị có cái sự suy tư về cái khổ đau như sinh tử luân hồi, về nghiệp quả của nghiệp, rồi quý vị trước khi quý vị cúng quý vị có sự tùy hoan hỷ với cái việc mình sắp sửa làm nè, rồi trong khi quý vị làm cái việc đó quý vị hoan hỷ việc đó và quý vị phải thường xuyên suy tư về cái hành động á mình đã cúng dường, và cố gắng là giữ được giới và duy trì được tâm định. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị làm được những việc đó đó thì cái trạng thái mà bất thiện nó không sẽ không xen lẫn, tại vì nó khi xen lẫn vô á thì cái quả thiện của quý vị đó nó bị pha ô nhiễm. Giống như mình đang một ly nước trong, mình cúng dường đi, tâm tâm mình đang làm ly nước trong, đúng không? Mà mình vô tình mình đang cúng dường mình bị trả hối lại, cái tiền này mình làm do mình do kiếm được do cái bất thiện, đúng không? Thì lúc đó nó xen vô thì cái quả mình nó sẽ không được trọn vẹn lắm, đúng không? Thì đó là cái giải pháp mà tức thì mà sư giải cho quý vị hiểu. Còn quý vị, còn cái lời khuyên của quý sư vẫn là quý vị muốn biết đó, rõ để làm sao cho nó đúng đúng mà đúng theo nghĩa mà tinh thần là Phật dạy và tỏ tường, gọi là tỏ tường, thì quý vị phải cố gắng tham gia các lớp Phật pháp cơ bản mà Đức Hạnh Tuệ hay nhắc, và cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây. Chúng ta qua câu